Sau lượt trận FIFA Day vào tháng 6, tuyển Việt Nam đã vươn lên xếp hạng 97 thế giới và hạng 15 ở châu Á với 1.232 điểm. Thành tích kể trên là nhờ vào hai trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại King Cup 2019, nơi đội tuyển Việt Nam so tài với Curacao và chủ nhà Thái Lan. Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Voi Chiến nhờ pha lập công của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Tiếp đó thì Quang Hải và các đồng đội để thua đáng tiếc Curacao trên chấm phạt đền ở trận chung kết. Sau hai trận đấu trên thì Rồng Vàng được cộng thêm 5,17 điểm ở trên bảng xếp hạng FIFA. Thứ hạng 15 châu Á cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam chắc suất lọt vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7 tại Qatar. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, với kết quả loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại Euro 2020, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục thăng hạng. Cụ thể là trước lượt trận giao hữu tháng 6 thì đội tuyển Estonia xếp hạng thứ 96 với 1.240 điểm đứng ở trên Jordan và Việt Nam. Dù vậy, đội bóng ở vùng Bắc Âu đã nhận tới 2 thất bại tại vòng loại Euro 2020 nên đã bị trừ tới 12,6 điểm ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Ở trận đấu ngày 8 tháng 6, đội tuyển Estonia đã để thua Bắc Ireland với tỷ số là 1-2, đã bị trừ 7,1 điểm. Tiếp đó thì đội bóng thuộc vùng Baltic đã thảm hại 0-8 trước đội tuyển Đức và bị trừ tiếp 5,5 điểm. Chính thất bại trước đội tuyển Đức, nhà vô địch World Cup năm 2014, nên đã khiến cho Estonia tụt 2 bậc ở trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng ở vùng Bắc Âu sẽ có 1.227 điểm, tức là hạng 98 trên bảng xếp hạng của FIFA, xếp sau đội tuyển Việt Nam với 1.232 điểm ở hạng thứ 96 và đội tuyển Jordan 1.229 điểm ở hạng 97 khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng tháng 6. Hạng 96 cũng chính là thứ hạng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong lịch sử thì những cầu thủ áo đỏ cũng đã từng chạm vị trí thứ 84 vào năm 1998 dưới thời của danh thủ Hồng Sơn Huỳnh Đức. Trước đó, việc Palestine và Jordan đều không có kết quả tốt ở lượt trận giao hữu tháng 6 giúp cho đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí top 16 châu Á. Điều này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được xếp trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 để tránh gặp các cái đội mạnh như là Iraq, Syria, Uzbekistan hay là Jordan. Tại vòng loại thứ 2, 40 đội tuyển sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để đấu vòng tròn theo thể thức sân khách sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 3. Kết quả trên cũng sẽ xác định được những đội sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo lịch thì vòng loại 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 9 năm 2019 tới ngày 9 tháng 6 năm 2020. Dự kiến là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 27 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải đấu lớn nhất hành tinh, với mục tiêu là lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3 ở khu vực châu Á. Những thành tích đáng nể của đội tuyển Việt Nam gần đây không những làm cho các đối thủ ở Đông Nam Á phải kính nể, mà những đối thủ từ trước đến nay được xem là mạnh hơn đội tuyển Việt Nam ở châu Á cũng phải dè chừng. Đơn cử chính là trường hợp của đội tuyển Trung Quốc. Dù đã giành được chiến thắng ở các trận đấu gần đây, nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn bị truyền thông nước nhà đánh giá thấp về khả năng vượt qua vòng loại World Cup 2022. Và báo chí Trung Quốc còn nghi ngờ về cơ hội dự World Cup của đội tuyển này. Thậm chí họ còn lo lắng trong trường hợp xấu là đội tuyển Trung Quốc sẽ phải gặp Việt Nam. Ở giải King Cup 2019 trên đất Thái Lan thì đội tuyển Trung Quốc ban đầu là khách mời nhưng lại không tham dự. Họ đưa ra rất nhiều lý do, trong đó có việc là không muốn thi đấu với các đội có thứ hạng thấp hơn ở trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy vậy, thành tích của đội tuyển Trung Quốc trước các đội dự King Cup 2019 ở những trận giao hữu hay là các giải đấu quốc tế trước đó cũng không tốt. Họ bị Ấn Độ thủ hòa trên sân nhà và thua Thái Lan ở China Cup. Nhiều người hâm mộ Trung Quốc cho rằng đội tuyển Trung Quốc sợ thua cho nên mới không dám tham dự King Cup 2019. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng phải mời huấn luyện viên kỳ cựu Marcelo Lippi trở lại dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc với mục tiêu hàng đầu là giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Mặc dù vậy thì truyền thông Trung Quốc cũng có vẻ không tin tưởng vào đội nhà. Tờ China cũng đã có nhận định rằng người dân Trung Quốc không thể nhìn thấy cơ hội của giấc mơ World Cup. Cả Philippines và Tajikistan đều nằm ngoài top 100 của thế giới. Philippines có nhiều cựu binh ở ngoài 30 tuổi, trong khi đội hình của Tajikistan thì hầu hết lại là các cầu thủ trẻ.
Trước những đối thủ như vậy, bóng đá quốc gia vẫn không cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Điểm sáng duy nhất có lẽ là tiền vệ Hao Junmin mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì Trung Quốc đang nằm trong nhóm 8 đội có thứ hạng cao nhất châu Á ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Và như vậy thì họ được xếp vào nhóm 1 khi bốc thăm chia bảng tại vòng loại World Cup 2022. Điều này sẽ mang đến nhiều lợi thế cho đội tuyển Trung Quốc. Song tờ China cho rằng điều này có thực sự đáng tự hào hay không? Tờ báo này còn cho rằng nhiều đối thủ rất mong muốn được gặp đội tuyển Trung Quốc vì đây là một đối thủ mềm nhất ở trong nhóm 1. Trong 8 hạt giống hàng đầu châu Á thì không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Trung Quốc là lựa chọn yêu thích của các đội nhóm dưới. Với sức mạnh hiện tại thì chúng ta rất khó có thể tham dự World Cup. Chỉ có sử dụng cầu thủ nhập tịch thì mới giúp đội bóng hiện thực giấc mơ này. Đó là những đánh giá chi tiết của tờ China, một tờ báo thể thao hàng đầu ở Trung Quốc. Trong số các đội mong được cùng bảng với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 có cả Thái Lan. Ngoài hy vọng được đá với đội tuyển Trung Quốc vì là lý do dễ ăn, thì đội tuyển Thái Lan cũng mong muốn được cùng bảng với đội tuyển Việt Nam, đội sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2. Thực ra thì về bản thân đội tuyển Trung Quốc, họ cũng rất dè chừng trước Thái Lan ở vòng loại World Cup này. Trung Quốc và Thái Lan nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau, và rất có thể là họ sẽ chung bảng tại vòng loại World Cup 2022, nhưng đội tuyển Đông Bắc Á lại không muốn điều này xảy ra một chút nào cả. Vòng loại đầu tiên World Cup 2022 của khu vực châu Á đã kết thúc và đã xác định được 40 đội để bước vào vòng tiếp theo. Ngày 17 tháng 7 tới đây thì lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra tại Doha, Qatar. Đội tuyển Trung Quốc với 2 trận thắng giao hữu trước Philippines và Tajikistan thì họ cũng đã duy trì ở trong vị trí là 8 đội mạnh nhất châu Á. Và họ sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên thì đây chưa hẳn là một lợi thế với đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Lippi khi mà cuộc cạnh tranh giữa 40 đội thực sự khốc liệt. Ở nhóm hạt giống số 2 có rất nhiều đội mạnh như là Syria, Uzbekistan. Trong đó nhóm hạt giống số 3, Thái Lan là một đối thủ mà tuyển Trung Quốc cũng không muốn gặp phải. Hai đội đã có nhiều duyên nợ trong những năm gần đây. Các đội ngựa ô ở các nhóm còn lại cũng không thể bỏ qua. Họ có thể trở thành những kẻ ngáng đường. Trong trận đấu với Tajikistan thì đối thủ kém tuyển Trung Quốc 46 bậc ở trên bảng xếp hạng. Các cầu thủ chủ nhà cũng không thể cầm bóng hay là chuyền bóng, mà phần lớn các cú sút đều không chuyển hóa thành bàn thắng. Phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch lại một lần nữa được nhắc đến nếu như Trung Quốc muốn góp mặt tại World Cup 2022. Cầu thủ nhập tịch thì là một cái thứ vũ khí bí mật của bóng đá Trung Quốc. Sử dụng cầu thủ nhập tịch như thế nào ở trong tương lai chính là một liều thuốc thử để kiểm tra sự khôn ngoan của huấn luyện viên Marcelo Lippi. Ngoài việc đặt mục tiêu có mặt tại vòng chung kết World Cup 2022 thì Trung Quốc cũng đặt rất nhiều tham vọng khi giành quyền đăng cai Asian Cup 2023. Tại đại hội AFC diễn ra ở Paris, Pháp thì Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố Trung Quốc chính là quốc gia đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là lần thứ hai đất nước tỷ dân này được vinh dự đón nhận nhiệm vụ này. Trước đó thì Trung Quốc cũng từng đăng cai Asian Cup 2004, nơi họ là Á quân của giải khi chỉ để thua Nhật Bản ở trận chung kết. Đó cũng là năm mà Asian Cup mở rộng lên 16 đội, còn lần này thì tổng số đội đã tăng lên 24 đội. Phía đại diện của Trung Quốc cũng đã chia sẻ với truyền thông, tầm nhìn của chúng tôi là đưa môn thể thao này đến nhiều nơi hơn, giới thiệu nó tới nhiều người hơn, tiếp xúc với truyền thông thường xuyên hơn và tạo thêm nhiều nguồn cảm hứng. Mục đích để phát triển giải đấu của chúng tôi, thúc đẩy trao đổi văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia ở châu Á. Để xây dựng một di sản lâu dài bằng cách truyền cảm hứng cho một tình yêu bóng đá mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới cũng là để biến bóng đá thành môn thể thao số 1 ở lục địa này. Để giành được quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, thì Trung Quốc cũng đã phải vượt qua Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Kinh phí tổ chức rơi vào khoảng 82 triệu đô la Mỹ với tổng số 12 sân vận động, trong đó có 7 sân được xây dựng mới. Nước chủ nhà cũng kỳ vọng đây sẽ là giải đấu thành công nhất trong lịch sử. Ở tại Asian Cup 2019 thì Trung Quốc đã dừng bước ở vòng tứ kết trước đội tuyển Iran sau khi đánh bại Thái Lan ở vòng 16 đội. Cũng tại giải đấu này thì đội tuyển Việt Nam cũng đã lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất châu Á. Đó cũng chính là một trong những thành tích đáng kể của đội tuyển Việt Nam trong suốt gần 2 năm qua. Để tạo nên thành công thì rõ ràng là nhân tài là điều không thể thiếu được. Và việc giữ chân nhân tài cũng xem như là sứ mệnh của bất kỳ tổ chức hay tập thể giàu tham vọng nào. Hiện tại là nguyên khí quốc gia,
Câu nói trên trải qua hơn 600 năm của thân nhân Trung, một vị quan dưới thời nhà Lê Sơ, vẫn còn mang giá trị cho đến tận ngày hôm nay. Nó chỉ cho chúng ta hiểu rằng một tổ chức hay tập thể nào đó muốn thành công thì con người chính là hạt nhân quan trọng nhất. Và tìm được nhân tài, giữ chân họ lại thì được xem là sứ mệnh sống còn. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang đứng trước sứ mệnh đó khi họ phải bằng mọi cách giữ được chân huấn luyện viên Park Hang-seo. Để nói về thành công của huấn luyện viên người Hàn Quốc là một điều quá thừa thãi, truyền thông Việt Nam cũng đã tốn quá nhiều giấy mực cho việc đó. Từ thành tích, con người đến lối chơi, thầy Park đã làm hài lòng cho tất cả chúng ta. Quan trọng nhất là ông còn tạo dựng được cho bóng đá Việt Nam một vị thế chưa từng có trong lịch sử. Nếu so sánh với năm 1998, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam có thế hệ vàng đầu tiên đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA là vị trí thứ 84, thì cũng chưa lấy được sự nể phục từ các nền bóng đá khác như hiện nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là bậc thầy về triết lý như là Pep Guardiola hay là Johan Cruyff, thành công của ông đơn giản chỉ là hiểu mình và hiểu người. Chưa bao giờ chúng ta thấy thầy Park thua trong những trận cầu mà đội bóng của ông được đánh giá cao hơn. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy, nhưng bao đời huấn luyện viên trước đó của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể làm được một cách trọn vẹn. Xa hơn, ông còn giúp đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam tạo ra những trận cầu điên rồ khi kết liễu các đối thủ mạnh hơn hẳn. Một điều đáng lưu ý nữa là thầy Park đã tạo ra tất cả các thành công trên với mức đãi ngộ thấp hơn nhiều so với những người đồng cấp ở trong khu vực. Vào năm 2018, thống kê đã chỉ ra rằng thu nhập của huấn luyện viên Park Hang-seo với $22,000 một tháng thua gấp 8 lần thu nhập của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Luis Milla với $160,000 một tháng và thua 4 lần so với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Milovan Rajevac $100,000 một tháng. Chúng ta đều biết rằng là cả hai huấn luyện viên trên giờ đều đã bị sa thải vì thành tích kém cỏi, nhưng không thể vì thế mà chúng ta chỉ trích VFF được. Công bằng mà nói thì thời điểm đặt bút ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam, hồ sơ của thầy Park không hoành tráng như là Luis Milla hay là hơn được Milovan Rajevac. Còn ở thời điểm hiện tại thì sau ngần ấy thành công vang dội, chắc chắn là chúng ta không để mất được huấn luyện viên này được. Việt Nam sau ngần ấy năm thay đổi tư duy làm bóng đá thì phần nào cũng tạo được cơ sở, tiền đề để phát triển. Nhưng người có thể cụ thể hóa tất cả điều ấy, biến nó thành hiện thực, không ai làm tốt hơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Người đàn ông 60 tuổi thực sự là hiện tượng hiếm có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của ông thậm chí còn lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác trong xã hội. Giữ chân thành công thầy Park bây giờ không chỉ là sứ mệnh của VFF mà nó còn là sứ mệnh của cả nền bóng đá Việt Nam.